Vâng, xin chào bác sĩ. Tôi là Trần Thị Sợi ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là bây giờ tôi, bố tôi là bị phình đại tuyến tiền liệt, đã phẫu thuật 2 lần. Thì bác sĩ cho biết là đã bị ca giai đoạn 2. Thế khi phẫu thuật được 6 tháng thì có biểu hiện là tiểu khó, thì trở lại bệnh viện để tái khám thì bác sĩ có nói là hẹp niệu quản và nhiễm khuẩn nước tiểu. Thì bác sĩ điều trị thì đến bây giờ là 6 tháng tiếp theo, hiện giờ đến bây giờ là bị hẳn, thì bây giờ là sẽ là đang nằm ở bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh. Thì bác sĩ nói là đặt ống thông cho 3 ngày sau rút ra, nếu mà đi giải được thì là về, còn nếu không thì lại nếu đi giải được thì về, khi nào bí thì lại xuống thông, còn nếu không đi giải tiểu được thì là sẽ phẫu thuật. Thì tôi cũng nhờ bác sĩ là tư vấn giúp gia đình có cách nên dùng cách nào chữa trị để có hiệu quả tốt nhất. Xin cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Bố chị là năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay là 73 tuổi ạ. Dạ vâng. Với câu hỏi của chị thì chúng tôi xin được kết nối với bác sĩ Bùi Xuân Nội đang ngồi ở đây sẽ trực tiếp trao đổi với chị ạ. Vâng. Xin chào chị Nguyễn Thảo. Xin chị cho tôi hỏi một chút, tức là của cụ, vâng, của cụ là được chẩn đoán là phì đại tuyến tiền liệt hay là ung thư, vâng, tuyến tiền liệt? Vâng, phì đại tuyến liệt mà cũng là ung, khi mổ ra thì là ung thư là giai đoạn 2. Tức là đã được có chẩn đoán xác định là một ung thư. Đấy, vâng, 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 chẩn đoán được ung thư giai đoạn 2 rồi mà mổ phẫu thuật 2 lần, cắt u và cắt tinh hoàn đi rồi. Vâng. Tức là bây giờ là hiện tại là bệnh nhân là bí tiểu. Vâng, bí tiểu, bí cực thì là bí luôn, không chịu được thì bây giờ lại nằm ở bệnh viện thì Việt Nam Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh. Thì bác sĩ đặt cho ông thông là nói là 3 ngày sau rút ra, nếu 1-2 ngày đi tiểu tiện bình thường thì lại về, khi nào bí thì lại xuống. Vâng, còn nếu như tháo ra mà theo dõi 1 ngày này lại vẫn không đãi được thì bác sĩ sẽ chỉ bàn cãi bà để là có khi là phải phẫu thuật. Thì gia đình cũng chẳng biết là thế nào, thì bây giờ nhận có chương trình đây thì hỏi nhờ chương trình là tư vấn giúp cho gia đình để dùng cái cách nào chữa trị để nó có hiệu quả tốt nhất. Vâng, thế thì cũng xin trả lời chị như thế này. Cụ thì vâng, đã được xác định là một ung thư tuyến tiền liệt. Vâng. Ở giai đoạn 2 tôi cũng tạm, vâng, tạm coi như là đã đúng. Đấy, tất vâng, nhiên vâng, là chúng tôi cũng sẽ phải làm thêm một số những xét nghiệm khác để đánh giá chính xác về cái giai đoạn của bệnh nhân. Thế tuy vâng, nhiên thì hiện tại là cụ bí tiểu và phải đặt sông. Vâng. Thế thì đương nhiên vâng, là như lúc đầu tôi đã nói rồi, tức là mình đặt sông chỉ là giải pháp tình thế, tức là giải pháp tạm thời thôi. Nó không vâng, phải vâng, là cái giải pháp về mặt lâu dài. Thế thì vâng, bắt, đúng, bắt đúng buộc như thế. Vâng. Vâng, bắt buộc đối với bệnh nhân này, thứ nhất là mình cũng sẽ phải giải quyết về đường tiểu cho bệnh nhân bằng cách là gì? Rút bỏ vâng, sông, rút bỏ sông. Nếu bệnh nhân vâng, đái được thì thôi, nhưng nếu bệnh nhân không vâng, đái được thì bắt buộc phải dẫn lưu bằng quang. Đấy là cái thứ nhất. Vâng. Cái thứ hai vâng, nữa là mình cũng phải đánh giá kỹ về mặt giai đoạn của bệnh ung thư. Vâng. Nếu mà ở giai đoạn 2 thì bệnh nhân này sẽ có thể được phẫu thuật triệt căn. Đấy, tức là vâng, loại bỏ hoàn toàn khối u. Đấy. Vâng, vâng. Loại bỏ hoàn toàn khối u và sẽ nối bằng quang với niệu đạo, tức là điều trị triệt căn. Còn nếu vâng, mà trong trường hợp mà bệnh nhân không thể chịu được cái phẫu thuật này thì vâng, người ta có thể dùng là điều trị nội tiết và xạ trị. Tức là có rất nhiều vâng, phương pháp nhưng mà phải vâng, đánh giá chính xác về mặt giai đoạn của bệnh. Vâng, thế nhưng mà bây giờ thì ông tôi thì lại rơi được bác sĩ cũng là để cái chỉ xạ thì là cũng có cái phương án rồi, nhưng mà lại áp tiết cao lại không xạ được. À, tức là nếu mà ở giai đoạn 2 thì chị hoàn toàn có thể phẫu thuật triệt căn được ạ. Vâng. Thế thì vâng, thế thì để gia đình thì cũng bác sĩ tư vấn vậy thì gia đình biết để quần cùng hợp tác với bác sĩ ở dưới đây để là can thiệp để giúp ông tôi thì là thì gia đình thì cũng xin chân thành cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng. Vâng, xin mời bác sĩ Giang có trao đổi tiếp với chị ạ. Bác sĩ Giang trao đổi tiếp với vâng. Được cái thông tin của bác
Và tôi thấy là chúng tôi cũng phát đi 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 các cái công tác tuyến, thì tôi biết là Quảng Ninh thì cũng là một trong những cái tỉnh mà cũng có khoa ung bướu cũng được hình thành. Vâng. Thì bác có thể là trao đổi với bác sĩ của mình tại tỉnh, hoặc là có thể là tham vấn với chúng tôi, và chúng tôi cũng thường có kết nối telehealth. Trong trường hợp này vì thông tin, vâng, cái thông tin này nó chưa đầy đủ nên chúng tôi cũng chưa thực rõ thực sự là cái giai đoạn, bởi vì cái tại thời điểm phẫu thuật cách đây một năm thì ông là ở giai đoạn 2, thế nhưng mà nó đã một năm rồi. Một năm trôi qua rồi và bây giờ ông đang có cái triệu chứng là khó tiểu, thì tôi cũng không có biết được rõ hơn. Tất nhiên nếu chúng tôi là đồng nghiệp, chúng tôi sẽ trao đổi với nhau nhiều hơn để biết là chính xác cái giai đoạn của ông như thế nào. Thế còn trong trường hợp như ở chỗ chúng tôi thì chúng tôi sẽ, vì chúng tôi có một cái khoa chuyên biệt về điều trị tiết niệu, về nội khoa và ngoại khoa, chúng tôi sẽ đánh giá bệnh nhân và chia cái giai đoạn xem là nó đang ở mức độ như thế nào, nó có yếu tố thuận lợi hay không. Có thực sự là tái phát hay không, tức là có yếu tố nguy cơ cao thấp như thế nào đó, thì chúng tôi sẽ cân nhắc là cái việc phẫu thuật hay xạ trị. Thì các nghiên cứu gần đây người ta vẫn nhìn thấy được cái vai trò của xạ trị khi mà bệnh nó ở tiến triển tại chỗ, tại vùng, và các cái biện pháp điều trị nội tiết khác thì nó có thể rất là hiệu quả. Bởi vì trên cái bệnh nền của ông lại có tăng huyết áp, thì còn thì nếu như thông tin nó chỉ sơ bộ như bác đưa ra thì tăng huyết áp có lẽ không phải là một cái chống chỉ định của xạ trị, mà có thể nó là có những vấn đề gì khác đi kèm mà chúng ta chưa biết được rõ hơn. Thì trong trường hợp thì này thì tôi rất khuyên bạn, khuyên bác là sẽ hỏi kỹ lại bác sĩ điều trị, xem cái chẩn đoán tại thời điểm đấy như thế nào. Trong trường hợp mà cần tham vấn với bệnh viện ca thì chúng tôi cũng sẵn sàng kết nối, hoặc trong trường hợp mà mình có thể điều trị, mong muốn điều trị tại bệnh viện ca thì chúng tôi cũng sẵn sàng có thể đáp ứng được cho gia đình mình.